Lọ Lem sẽ chuyện bước ra, lần đầu catwalk trong show diễn của nhà thiết kế Trung Thanh Phong. Tối ngày 26 tháng 8 vừa qua, show thời trang Trung Thanh Phong Spring 2025 với tên gọi I Dream A Dream đã được nam thiết kế trình làng với sự góp mặt đông đảo của dàn khách mời nổi tiếng như Khánh Vân, Hương Ly, Khả Ngân, vợ chồng Mizu, Thúy Ngân. Đáng chú ý, buổi biểu diễn bất ngờ có sự tham gia của Lọ Lem, tên thật là Mai Thảo Linh, con gái MC Quyền Linh trong vai trò người mẫu. Khoác lên mình một thiết kế cầu kỳ, chiếc váy cúc ngực trắng muốt của Lọ Lem được phủ đầy lông ngỗng, cùng với những bước đi khoan thai, từ tốn. Cộng đồng mạng lập tức đồng lòng tán thưởng cho màn debut rực rỡ của ai nữ nhà Quyền Linh. Dù MC Quyền Linh đã nhiều lần nói rằng không định hướng cho các con theo nghệ thuật, nhưng với nhan sắc chuẩn hoa hậu, ngọt ngào, thanh khiết, lại có phong thái tiểu thư đài cát đi kèm, cùng với chiều cao hơn 1m7, Lọ Lem là hot girl đang được công chúng hết sức yêu mến, kỳ vọng sẽ là một tên tuổi sáng giá trong tương lai. Một số bình luận suýt xoa của cư dân mạng như sau. Xinh quá luôn Lọ Lem ơi, vừa đẹp vừa giỏi, đúng chuẩn con nhà người ta rồi. Lọ Lem sẽ chuyện bước ra là đây sao? Chào vương miện cho bà liền đi. Mời đẹp, mời đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tán TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày.